tô, Hồng An đi ship chiếc xe về Bắc Giang cho một ông anh quan ở dưới Bắc Giang, cách Hà Nội cũng vài chục cây nữa nha anh em. Đây là ga tàu hỏa. Nói chung mình gửi bằng tàu hỏa, tuy rằng cái giá nó cao thật, 1 triệu mấy tiền ship luôn nha anh em, nhưng mà bù lại nó được cái an toàn cho chiếc xe mình, an toàn, bảo quản tốt, vì xe họ đóng khung cây bọc lại, đâm ra những cái chạy xước chạy sẽ không có phát sinh được. Chứ mình gửi bằng xe vận tải thì nó cũng hơi chạy xước à, đi đèo đi đồi và nó lại lâu hơn nữa. Nói chung thì tùy theo trường hợp mình phải buộc phải như vậy. Tuy thằng cái ship nó cao lắm, 1 triệu mấy lần anh em, nhưng mà mình phải bàn giao cho nó đúng theo cái chiếc xe, chứ để mà chạy xước này kia nó cũng hơi khó lắm. Một chiếc xe cái giá chị nó cũng không hề rẻ, phải không? Hôm ra mình phải bảo quản một tí. Lọc lá mình nhiều khi mình lợi ít, nhưng mà mình cảm thấy chiếc xe mình được giao tận nơi, nó được an toàn thì nó cũng vui. Mình lấy cái đó làm cái niềm vui. Giao tận tay khách hàng được nguyên vẹn, không có bị chày mớp gì hết. Cái đó là cũng là cái một là niềm vui. Chỉ là mình gieo cái duyên thôi ha. Gieo cái duyên cho anh trai đầu tiên ở dưới Bắc Giang đó. Kết nối Hồng An trước khi giao cũng phải kiểm tra lại một cái, cho dù họ có bảo quản kỹ đi nữa nhưng mà mình cũng phải kiểm tra lại một cái nữa chi tiết hơn. Cái mất công tại vì thì là nó dở lắm. Mình làm việc là không có tại bị thì là một là mình lỗi, hai là khách hàng lỗi thôi ha. Đề xuất cũng có nha. Sơn zin nè. Xe này chỉ có cặp phục trước nó hơi bị chày nha, vì là phục zin với bộ phận trên đây thôi ha. Ngoài ra chẳng có gì hết. Rồi, ok vậy nha, xe đã về Bắc Giang. Xe này 4 ngày sẽ tới, khi tới là họ sẽ gọi cho anh Quang ra nhận chiếc xe này, rồi anh chịu khó gửi lại cái cà vẹt biển số Hồng An nạp rút nha anh em.